Một buồn buồn tép sủi chơi các bạn. Con này phải là kinh khủng luôn á. Cái này là một đầu nha các bạn. Đây đầu thứ hai nè, bỏ vào luôn nha. Ủi, cho các bạn xem nha. Ủi, nó muốn trào ra ngoài các bạn ơi. Ô, kinh khủng thật. Quá dữ luôn. Nè, một đầu nè. Một đầu nha. Và đây là hai đầu. Hai đầu kia. Thomas 12V hai đầu nha. 12V Gemini. Chạy êm ru. Mát lạnh luôn. Con này là chuyên dùng rồi. Con này trên datasheet của nó là ở không, tức là không ở chế độ hút chân không á, ở sủi á đạt 91 lít trên phút nha, là một cái lưu lượng rất là lớn nha. Mình thấy mấy cái máy trên thị trường chỉ có mười mấy lít thôi các bạn,